Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, chỉ cách Hà Nội 30 km là đầu mối quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc. Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh ước tăng 10,6% so với năm 2017, tiếp tục khẳng định vững chắc là cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ và cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đạt 1.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,9%. Tỉnh đã thu ngân sách nhà nước 21,6 nghìn tỷ đồng. Được mệnh danh là thủ phủ FDI, Bắc Ninh đón nhận sự đầu tư khủng từ nhiều tập đoàn lớn như Samsung Hàn Quốc, Canon Nhật Bản, Nokia Phần Lan. Bên cạnh đó, các tên tuổi lớn của Việt Nam như Vinamilk, Vinasoil, Kingdo cũng góp mặt tại đây, hình thành nên các khu công nghiệp lớn như Tiên Sơn, Quế Võ, Thuận Thành, Yên Sơn, Gia Bình. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh thu hút được gần 1.000 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, theo kế hoạch, đến năm 2022, thành phố Bắc Ninh sẽ phấn đấu xây dựng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với sự phát triển kinh tế, sức nóng của thị trường bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh nói chung và thành phố Bắc Ninh cũng ngày một tăng lên, trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư không chỉ tại Bắc Ninh mà còn tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận bởi nguồn cầu nhà ở dồi dào từ lực lượng lao động ở các khu công nghiệp, đặc biệt là căn hộ cao cấp, bởi nhu cầu của hơn 45.000 chuyên gia nước ngoài và hơn 1 triệu chuyên gia lao động trong nước. Lực lượng này tăng từ 20 đến 25% mỗi năm. Vấn đề ô nhiễm làng nghề đã hình thành xu hướng chuyển dịch chỗ ở của người dân lên thành phố để đảm bảo sức khỏe và tận hưởng các dịch vụ tiện ích hiện đại. Tiềm năng sinh lời từ việc cho thuê lớn, giá thuê chung cư cao cấp ở Bắc Ninh đắt ngang giá thuê chung cư cao cấp ở Hà Nội từ 10 đến 25 triệu một căn một tháng, trong khi tỷ suất đầu tư vượt trội lên tới 10 đến 12% một năm. Trong bối cảnh cầu căn hộ cao cấp ngày càng tăng cao thì thị trường bất động sản Bắc Ninh đang khan hiếm sản phẩm này bởi quỹ đất trung tâm thành phố ngày càng hạn hẹp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Bắc Ninh đang trên đà tăng trưởng nóng, cầu lại vượt cung, sự xuất hiện của dự án Green Pearl được kỳ vọng sẽ giải tỏa cơn khát căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Bắc Ninh. Tọa lạc tại mặt đường Lê Thái Tổ, một trong những tuyến phố sôi động, sầm uất nhất Bắc Ninh, dự án Green Pearl sở hữu vị trí cực kỳ đắc địa, tập trung nhiều tiện ích hiện đại bậc nhất thành phố. Từ đây có thể dễ dàng kết nối tới các tuyến đường huyết mạch khác của thành phố như Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đăng Đạo, Quốc lộ 18, Quốc lộ 1A, giúp cư dân di chuyển cực kỳ thuận tiện đến các điểm trong và ngoài thành phố. Được xây dựng trên diện tích rộng 4.049,6m², Green Pearl Bắc Ninh là dự án được quy hoạch hiện đại, đồng bộ với quy mô một tòa nhà cao 29 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó tầng 1 đến tầng 3 là khu nhà trẻ, không gian thương mại, tầng 4 khu chăm sóc sức khỏe, cà phê, sinh hoạt cộng đồng, tầng 5 đến tầng 29 là tầng căn hộ. Dự án sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp bao gồm trung tâm thương mại hiện đại, phòng tập gym, yoga, bể bơi, nhà hàng, khu vui chơi trẻ em. Căn hộ được thiết kế thông minh, mang lại cảm hứng cho gia chủ, diện tích đa dạng từ 41 đến 95m², bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với cả nhu cầu để ở và cho thuê. Hướng tới đối tượng là các chuyên gia và người lao động nước ngoài, dự án dành riêng 4 tầng cho khách Hàn Quốc, Nhật Bản để sinh sống, tạo nên cộng đồng cư dân nước ngoài cao cấp. Hội tụ nhiều giá trị sống đích thực, Green Pearl Bắc Ninh không chỉ mang đến giá trị an cư bền vững giữa cộng đồng văn minh, hiện đại, mà dự án trao tay khách hàng, khả năng sinh lời hấp dẫn, biên độ tăng giá mạnh trong tương lai. Green Pearl Bắc Ninh, nhà sang trên đất vàng Kinh Bắc.